chủ đề hay về cuộc sống có khá nhiều trên Internet. Qua các chủ đề trong cuộc sống, bạn sẽ học thêm được nhiều điều và biết cần phải bổ sung kỹ năng mềm nào để có thể tồn tại trong xã hội hiện đại. Nếu là người đã làm việc lâu năm, ắt hẳn bạn có vốn kiến thức cuộc sống hàng ngày lẫn công việc vô cùng phong phú. Bạn cũng hiểu rằng để sống tốt và thoải mái trong xã hội hiện đại, kỹ năng là không thể thiếu. Đừng ngủ quên trên chiến thắng, bởi bạn giỏi sẽ có người khác giỏi hơn. Vì thế, nếu muốn tồn tại lâu, hãy không ngừng trau dồi cho bản thân kiến thức, kinh nghiệm sống ngoài xã hội và nhiều hơn thế nữa. Kỹ năng cũng là một trong số nhân tố để nhà tuyển dụng lựa chọn ứng viên. Vì thế, hãy xác định mục tiêu nghề nghiệp cụ thể, rồi chọn ra những kỹ năng mà bản thân cần thiếu và rèn luyện để có công việc trong mơ. Nhớ rằng, không ai hoàn hảo, vì thế, bạn cũng không cần phải giỏi mọi kỹ năng. Dưới đây là top kỹ năng cần thiết ở người trẻ để có thể tỏa sáng và tồn tại trong xã hội hiện đại. 1. Làm chủ khả năng nhìn thẳng vào sự thật. Làm chủ được kỹ năng này sẽ giúp cho tâm hồn bạn thư thái. Mặc dù phải thừa nhận là không dễ dàng để cởi bỏ những mối lo âu không đáng có, nhưng nó sẽ khiến hai người trong một mối quan hệ có thể hiểu nhau hơn, bởi vì cả hai đã không còn những định kiến. Hãy đối diện với vấn đề, chia sẻ nó và giải quyết nó. Bí mật ở đây là sự vui vẻ. 2. Không gây xung đột cá nhân. Bất cứ khi nào tranh cãi gay gắt với ai đó, chúng ta thường lắng nghe với mục đích đáp trả hơn là thực sự cố gắng hiểu quan điểm của đối phương. Chúng ta cố gắng phản bác bằng cách đưa ra các dữ kiện trong quá khứ và để các định kiến lấn át khả năng phán xét của mình. Thêm nữa, thay vì sử dụng thuật thuyết phục, nhiều người lại lựa chọn hành động để hạ gục người khác. 3. Kỹ năng yêu cầu ai đó giúp đỡ mình. Yêu cầu ai đó giúp đỡ không phải là điều dễ học và làm, bởi vì thực tế, chẳng ai thích nhờ vả cả. Đa phần chúng ta đều không muốn bị cho là yếu kém. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây được thực hiện tại Đại học Kinh doanh Harvard lại cho rằng việc yêu cầu người khác giúp mình sẽ giúp mỗi người ghi được điểm cộng trong mắt người khác. Khi nhờ sự hỗ trợ của ai đó, họ sẽ cho rằng bạn đánh giá cao trí thông minh, kinh nghiệm chuyên môn của họ và điều đó sẽ làm họ quý mến bạn hơn. 4. Khả năng kiên định. Dù bạn có đang thử một thói quen tập thể dục mới, ôn thi đại học hay làm việc trong một dự án quan trọng, thì tính kiên định đều là một trong những yếu tố sống còn cho bất kỳ khả năng thành công nào. Mọi người thường dừng lại và nghỉ ngơi khi họ đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, để có thể đạt được cái gọi là đỉnh cao thì bạn còn phải làm việc chăm chỉ và bền bỉ hơn nữa. 5. Tự tạo động lực cho bản thân. Cuối cùng thì những gì người khác nghĩ về bạn cũng không quan trọng bằng những gì bạn nghĩ về chính mình. Ngoài ra, để có thể gây dựng được khả năng tin tưởng vào bản thân khi không có ai tin tưởng bạn thì nó cũng đòi hỏi một khoảng thời gian đủ lớn. Trái ngược với khả năng tự tạo động lực cho bản thân đó là suy nghĩ tiêu cực. Do vậy, nếu không sớm rèn luyện kỹ năng này cho mình thì theo thời gian, bạn sẽ bị nỗi lo và sự chán nản lấn át, khiến bản thân càng tự ti hơn nữa. 6. Biết khi nào nên giữ trật tự. Rất nhiều trường hợp chỉ vì quá nóng giận mà chúng ta đã nói ra những lời không đáng nói hay có những hành động khiến người khác tổn thương. Đặc biệt, khi mạng xã hội lên ngôi thì việc đăng vài dòng status khiêu khích, chê bai, chọc giận lại trở thành nhát dao chí mạng có thể giết chết trái tim của một người rất đơn giản. Do vậy, hãy rèn luyện cho mình khả năng giữ im lặng trong trạng thái tiêu cực để duy trì các mối quan hệ của bạn. 7. Trình bày rõ ràng những gì mình suy nghĩ và cảm nhận. Nói cũng là một thứ cần phải học. Không đơn giản chỉ là trò chuyện với nhau hàng ngày mà kỹ năng nói còn theo suốt cuộc đời bạn. Học cách nói với câu từ ngắn gọn, xúc tích và đúng với những gì mình muốn truyền đạt là điều rất quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn duy trì mối quan hệ, tạo ấn tượng với người đối diện mà còn là cơ hội để bạn khám phá suy nghĩ của người khác về ý tưởng của mình. 8. Bắt chước người giỏi. Giống như Pablo Picasso đã từng nói, nghệ sĩ giỏi thì sao chép, còn nghệ sĩ xuất sắc thì đánh cắp. Nếu bạn muốn thành công, bạn phải học cách đánh cắp, mô phỏng hay bắt chước ý tưởng của người khác. Mô phỏng là quá trình đi sâu tìm hiểu và hình dung ra những điều mà các chuyên gia làm. Không phải đánh cắp hay bắt chước theo nghĩa đen, mà là bạn phải biết học hỏi, nắm bắt chúng và tạo ra những sản phẩm của riêng bạn. Do vậy, hãy đi tìm một người giỏi hơn bạn, xuất sắc hơn bạn và bám chặt lấy họ. 9. Kỷ luật tự giác. Nếu đã hình thành được lối sống có kỷ luật, tự giác và kiên trì thì bạn có thể dễ dàng chinh phục được bất kỳ kỹ năng hay thói quen nào.
Bạn có thấy mỗi lần chúng ta có ý định làm gì đó thì một giọng nói trong đầu lại vang lên rằng để mai làm, mình không thể làm được hay chẳng cần thiết. Nếu có kỷ luật sắt đá thì giọng nói tiêu cực này chẳng thể nào vang lên hay lấn át tinh thần quyết tâm của bạn được. 10. Hiểu những gì bạn không biết. Einstein đã từng nói rằng sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn. Người giỏi thực sự luôn biết rằng họ không hề biết tất cả mọi thứ và hiểu rõ những gì bản thân biết là một kỹ năng mà rất nhiều người hiện nay chưa hề có. Tại sao nó lại là kỹ năng? Đơn giản bởi vì trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều thứ mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trên Internet và giới trẻ, đặc biệt là 80, 90, những người được sinh ra đúng thời đại công nghệ thông tin bùng nổ thường cho rằng mình là thế hệ làm chủ cuộc sống số. Hãy biết rõ bạn là ai, biết mình cần cải thiện điều gì, cần làm gì và thành thật về những điều mà bạn không biết. 1.1 chấm uy tín. Bạn có thể trắng tay, không thông minh, ngốc nghếch và không có vẻ ngoài hấp dẫn nhưng vẫn đạt được thành công nếu bạn có khả năng khiến người khác thực sự muốn giúp đỡ bạn. Người có uy tín rất dễ nhận diện. Họ là những người mà bạn chỉ muốn ở gần. Họ khiến người khác có cảm giác tốt về họ, luôn hiện diện từng giây từng phút trong cuộc trò chuyện và có khả năng tạo ra sự tin cậy một cách kỳ lạ. 1.2 chấm khả năng chấp nhận và tiến về phía trước. Hãy chấp nhận cuộc sống không hề công bằng, thế nên không phải lúc nào nó cũng như bạn mong muốn. Không phải ai trên thế giới, kể cả những người thân yêu cũng phải hành xử theo ý của bạn. Bạn không thể nào đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người và cố gắng làm hài lòng tất cả họ được. Bạn phải chấp nhận rồi sẽ có lúc bạn sẽ làm tổn thương một người nào đó. Bạn phải chấp nhận rằng sợ hãi chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Hạnh phúc nằm trong tay bạn và bạn phải tạo ra nó. 1.3 chấm nghĩ khác. Hãy làm điều gì đó tốt hơn những người khác cho dù đó là điều nhỏ nhặt hay tầm thường nhất. Làm được điều mà 100 triệu người khác đều làm được có thể là việc quan trọng nhưng sẽ không có giá trị bằng việc bạn có thể tạo ra được thứ gì đó đặc biệt hoặc sáng tạo hơn từ thứ mà ai cũng làm được đó. 14. Cảm thông và chia sẻ. Tất cả chúng ta đều có một con quỷ tồn tại trong tâm hồn. Điểm khác biệt là có người có thể chế ngự nó, có người lại không. Điều bạn cần làm đó là hiểu, chấp nhận sự thật trên và bắt đầu đồng cảm với người khác. Ai rồi cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, bạn cũng vậy. 1.5 chấm biến các trở ngại thành cơ hội. Trên con đường đạt được mục tiêu của mình, chúng ta đều gặp phải trở ngại. Những kẻ yếu đuối bị nghiền nát, kẻ mạnh tồn tại, còn người vĩ đại biến trở ngại thành cơ hội. Điều quan trọng không phải là chuyện gì đang xảy ra mà là cách bạn phản ứng lại nó như thế nào. Trong mọi thử thách, đừng bao giờ mất niềm tin vào chính bản thân bạn. 16. Kỹ năng đọc nhanh. Tony Robbins học cách tăng tốc độ đọc bằng cách đọc một cuốn sách ngày. Warren Buffett và Charlie Munger dành 80% thời gian mỗi ngày để đọc. 86% người giàu đều thích đọc sách. Thế nên, bạn cũng cần rèn luyện kỹ năng đọc ngay từ bây giờ. Nhưng điều quan trọng đó phải là kỹ năng đọc nhanh và nắm bắt các ý chính. 1.7 chấm làm người khác mỉm cười. Làm người khác vui vẻ và không tổn thương là điều rất khó để duy trì, bởi vì không tránh khỏi một vài lần chúng ta mất kiểm soát. Tuy nhiên, nếu chinh phục được kỹ năng tuyệt vời này thì bạn có thể làm chủ mọi tình huống. 18. Làm chủ giấc ngủ của chính mình. Giấc ngủ là một phần rất quan trọng tạo nên thành công và hạnh phúc thực sự của bạn. Ngủ ngon sẽ giúp bạn thức dậy tỉnh táo hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, nạp được nhiều năng lượng hơn và làm việc cũng hiệu quả hơn rất nhiều. 1.9 chấm biết đồng cảm. Bạn có thể là một người có tính kỷ luật cao nhất, thông minh nhất, thậm chí giàu nhất nhưng nếu không quan tâm hay cảm thông với những người khác thì bạn cũng chẳng khác gì một kẻ có bệnh về tâm lý cả. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, khả năng đồng cảm thường bị xem nhẹ, không chỉ giữa quản lý với nhân viên, mà còn là giữa nhân viên này với nhân viên khác. Khả năng đồng cảm giúp cho một đội làm việc cùng nhau có động lực vì nhau hơn, thúc đẩy nhân viên phấn đấu vì thứ gì đó lớn hơn bản thân họ. 20. Quản lý thời gian. Quản lý thời gian hiệu quả là một trong những kỹ năng được đánh giá cao nhất trong giới doanh nhân. Hiện nay có khá nhiều phương pháp được phát triển nên điều quan trọng là bạn cần tìm ra được một cách phù hợp với riêng bản thân bạn và cố gắng duy trì nó. Thứ khó nhất để học là cách lên kế hoạch, chứ không phải làm theo kế hoạch. Bạn sẽ phải học cách tạo một danh sách những việc phải làm và lên thời gian biểu cho chúng một cách thấu đáo. Khi đã lên kế hoạch xong thì việc làm theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. 21. Lắng nghe.
Khi im lặng, bạn sẽ nghe được nhiều hơn và hiểu hơn về những gì người khác đang nói. 22. Chấm lo cho bản thân mình trước. Không phải cũng làm được điều này và đây cũng có thể nói là kỹ năng phải học cả đời. Sau cùng thì cũng chẳng ai quan tâm tới cuộc sống của bạn và thực sự thương bạn bằng chính bản thân bạn. Thế nên, đừng quá nhúng mũi vào chuyện của người khác khi không cần thiết. 23. Chấm không phán xét. Một trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời này là các mối quan hệ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ là lòng tin, và một trong những cách dễ nhất để đánh mất lòng tin chính là nói xấu sau lưng hay phán xét thiếu căn cứ. 24. Làm chủ suy nghĩ của bản thân. Hành động của chúng ta là kết quả của suy nghĩ của bản thân. Thế nên, để những hành động dẫn đến thành công thì suy nghĩ của bạn luôn phải đủ nhanh và chín chắn. 25. Chấm sống cho hiện tại. Theo nhà nghiên cứu về hạnh phúc Mark Killingswood, mọi người thường không giỏi trong việc để tâm đến hiện tại và những thứ ngay trong khoảnh khắc trước mắt. Ông nói rằng 47% thời gian trong ngày chúng ta thường không toàn tâm toàn ý với việc mình đang làm ngay lúc đó. Đây chính là khởi nguồn của một cuộc sống thiếu hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không ở đâu xa mà nó ở chính khoảnh khắc hiện tại và những thứ nhỏ nhặt xung quanh mà bạn đã vô tình để chúng vụt mất. 26. Chấm kỹ năng thuyết trình trước đám đông. Thuyết trình trước đám đông là một kỹ năng khó đối với nhiều người. Kể cả nhà tài phiệt Warren Buffett từng nói ông phát hoảng đến mức nôn mửa khi phải trình bày trước một đám người nào đó. Huyền thoại đầu tư đã từng kể cho người viết tiểu sử của mình Alice Schroeder rằng: "Tôi từng sắp xếp cuộc đời mình sao cho bản thân không bao giờ phải phát biểu thứ gì cả." Để vượt qua nỗi sợ đó, vị tỷ phú này đã phải nhờ đến khóa học diễn thuyết Dale Carnegie, tác giả cuốn sách Đắc Nhân Tâm, kết hợp với vô vàn những bài luyện tập trước bạn học của mình. Thuyết trình trước đám đông là một kỹ năng vô cùng quan trọng nếu bạn muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Thế nên, hãy luyện tập nó ngay từ bây giờ nhé! Những câu hỏi thường gặp: nên kể về kỹ năng trong buổi phỏng vấn như thế nào? Nhắc tới phỏng vấn công việc, kiến thức cuộc sống hàng ngày và kỹ năng liên quan đều quan trọng. Do đó, hãy dành thời gian chuẩn bị và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sống hay nghề nghiệp của bạn. Cố gắng nhấn mạnh những kỹ năng quan trọng, hữu ích nhất đối với công việc. Tránh lan man, dài dòng vào những nội dung không liên quan. Skill set là gì? Đây là khái niệm tiếng Anh khá phổ biến. Một skill set là kiến thức, khả năng và năng lực cần để triển khai một công việc. Về cơ bản, skill set kết hợp các kỹ năng khó, còn được gọi là kỹ năng chuyên môn, còn kỹ năng mềm hay còn gọi là giao tiếp xã hội. Cách làm nổi bật kỹ năng của bạn: thêm kỹ năng liên quan vào hồ sơ xin việc, bao gồm những từ khóa liên quan nhất với công việc bạn đang ứng tuyển trong hồ sơ, đặc biệt ở phần mô tả lịch sử công việc. Đánh dấu kỹ năng trong thư xin việc, bạn có thể kết hợp kỹ năng mềm vào thư xin việc, bao gồm một hoặc hai kỹ năng đã đề cập ở đây và đưa ra ví dụ cụ thể cho từng trường hợp khi bạn chứng minh nó có ích ở nơi công sở. Đề cập tới kỹ năng trong suốt buổi phỏng vấn, bạn cũng có thể dùng những từ này trong buổi phỏng vấn xin việc. Nhớ liệt kê những kỹ năng tốt nhất ở đây trong suốt buổi phỏng vấn và ví dụ minh họa cho nó. Mỗi công việc đều cần kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau, vì thế, đảm bảo bạn đọc mô tả công việc cẩn thận và tập trung vào những kỹ năng đã được nhà tuyển dụng liệt kê. Nếu làm chủ được những điều kể trên, bạn dễ dàng chinh phục được mọi loại hình phỏng vấn. Hơn nữa, đời sống tinh thần của bạn cũng sẽ tốt hơn từng ngày.